Cả nhà ơi, đây là cái sân thượng của nhà chị gái nha. Có rất nhiều những cái cây rau thơm để ăn với lại để làm thuốc ấy cả nhà ơi. Đó. Ok, cây này là cây bắp. Đây là cái khế mà. À đúng. Đây là cái khế mà chưa thấy ra quả nha. À, đúng. Đây là cái chanh này, rất là tốt luôn á, dùng để lấy lá để nấu thịt gà, thịt vịt hấp các kiểu hải sản rất là ngon cả nhà ơi. Đây là cây rau húng chó này, cũng rất là ngon luôn, thơm. Chút nữa mình sẽ hái một ít về để xào trứng, chưa chiên trứng cho trẻ con ăn nhé cả nhà ơi. Đây là những cái cảnh nè. Đó. Nha đam này, có trời luôn cả nhà ơi. Tắc này, quất đấy, này giá. Chút nữa mình sẽ cắt về để pha nước chanh uống cả nhà ơi. Đó, mình sẽ đi một vòng xong sau đó sẽ thu hoạch nữa nha cả nhà ơi. Nha đam rất là tốt luôn đấy ạ. Đó. Tắc quá trời trái luôn. Húng chó này. Đây là cây hương nhu này cả nhà ơi, dùng để xông á, ai bị bệnh cảm cúm gì mình lấy lá mình xông, xông rất là tốt luôn đấy. Đâu con nghe là với lại đun nước gội đầu nữa. Hình như con nghe là cũng chữa được covid hay sao? Ừ, chữa được covid luôn đấy. Đây là chậu gừng này, đó rất là tốt luôn. Cây tắc này trái chín rồi này, đó, nhiều trái quá, chút nữa thu hoạch luôn. Đây là cây sấu này cả nhà ơi, có cả cây sấu luôn. Cái vại nước để chút nữa tưới cây. Dễ thương quá trời. Đây là cây lá lốt cả nhà ơi. Chút nữa mình sẽ hái một ít về để mình băm thịt mình chiên. Băm thịt bò ra mình chiên lá lốt cả nhà ơi. Cây đinh lăng này ạ. Ăn sống rất ngon nhé cả nhà ơi. Còn đây là cây sả rất là tốt cả nhà ơi. Đó. Rau bữa nay này. Chủ nhà đi vắng nên là rau rất là không có lên được. Xấu hết rồi. Đây là chậu hành. Có thể tốt luôn, chút nữa xin mấy ít về để chiên trứng ăn. À, giàu đấy. Đó, bây giờ Beo sẽ quay cho gì để đi hái tắc trước. Tắc chín hết rồi Beo ơi. Con thường có tỏ ra đây con chơi không á? Từ từ. Cả nhà ơi, đây nha, chút nữa. Tắc những cái trái nữa ưa thương. Ăn nước chấm thì là ăn nước uống rất là thơm ngon đấy. Cái đấy gì làm trà tắc? Chưa vào làm trà tắc nhá. Ok luôn gì, làm trà tắc uống cháo phê. Bây giờ thịt trà tắc. Gì? Ờ, trên Sài Gòn gì? À, kiểu mấy người mà gì biết trên Sài Gòn kiểu thịt nó nhiều đúng không? Đấy, là kiểu khi người ta đi cách ly xong mới miễn dịch á. Là cô ơi cho con một nồi bún bò, một xe trà tắc. Anh ơi cho em mọi thứ một mọi loại trà sữa một lít với lại 10 tô topping. Với lại là cô ơi bán cho con một mẹt 10 người ăn. Xong ăn xong bà ấy bảo là ủa thế 10 người ăn hả? Đó cũng mình con ăn à. À đúng rồi, cho thêm một lít mắm tôm. Trời ơi. Thiệt. Cây trái luôn. Con chịu khó tưới nhé, không là nó chết mất. Cây uổng Beo ơi. Chiều ra tưới. Ra tưới cây tập thể dục Beo ơi. Tại đây con toàn phá cây không đi. Nhà gì mà có cái chỗ này là quá ok luôn. Suốt ngày gì ra thì trồng rau, trồng hoa, tưới mà. Nhưng mà con nghĩ là vì gì quay lại thì chỉ thích vài cái thôi chứ ở đằng sau thì không được đâu. Thứ nhất là kiến nó nhiều ấy, nó cắn. Gì nhớ cái lúc mà trước có dịch mà kiểu gì cứ bo con cún vào đây không? Đấy, bị kiến quánh quá trời. Quá trời trái luôn. Cái này là sạch 100% luôn. Nhà chồng á. Tắc nhà chồng sạch 100%. Cái này mà ai bảo là phun thuốc thì chịu luôn. Có tại luôn đúng không? Gì thế mấy cái rau ở đằng kia? Ừ. Đấy, kiểu ngày xưa kiểu chỗ đấy nhiều sâu ăn lắm. Cứ mỗi con đừng có dùng máy nha. Gì là cắt lá lốt để về chiên thịt bò ăn. Ôi, làm bò lá lốt gì? Ừ, quấn thịt bò ăn. Hay là hôm nay làm thêm một bữa salad nữa không? Salad á? Dạ. Chút nữa mình lấy rau rồi mình làm salad ha. Làm một bữa giảm cân thứ hai. Cho thằng quay phim caramel. Cho caramel, trả công caramel. Béo thị chuột. Mày cắt đi là mới lên được. Mình cứ để vậy thì nó đâu có ra lá mới đâu. Trời ơi.
đằng kia không? Dạ. Kìa kìa. Đi nhìn đằng xa ở kia kìa. Nhìn thấy hai cái nhà không? Đấy. Là một nhà là của chú Thắng á, một cái nhà là của chú Thắng mua 2 tỷ đồng á. Đấy. Mà bán phở như gì? Chú Thắng ở đây là bán phở á. Mà mua nguyên cái đất 2 tỷ trời đất ơi. Còn cái đất kia kìa. Đấy là kiểu cái lúc người ta xi xong à. Kiểu là dệt quá nên người ta không mà nên là người ta không xây nữa. Lúc đó nó cao chưa, lúc đó nó cao bằng cái lầu 1 đấy. Đấy. Không có ai ở đâu, có người thì vô đó xem sao, anh ở đâu không có gì, kiểu để lâu quá suýt nữa nó sập hết á. Lúc mà tiện nó quay lên cái khung cảnh ở dưới đó đi. Nhà đó. Đây. Đây nè. Đó. Ở đây nè. Đó còn ở kia nữa rồi. Kìa kìa. Ở nhà thấy không? Cái ông áo trắng. Đó. Kiểu mấy cái chỗ đó ngày xưa bị bỏ hoang, xong rồi người ta xây lại rồi. Cái đất ở kia kiểu người ta xây rồi. Hôm nay sẽ làm bữa salad thế nhỉ? Gì? Hay là gì đem hay là gì trộn của mẹ con mấy cái nhà đam về đắp mặt nạ được cái gì? Cái gì phải trộn gì lấy luôn. Ở bên Trung Quốc nhà đam người ta ăn luôn đấy. Đúng rồi, mình ăn được mà. Ui hả? Anh cứ tưởng là kiểu ăn xong nhập viện luôn chứ. Con gì à? Kiến vàng à? Kiến vàng đâu? Thì đấy, tôi bảo rồi. Đốt cái thôi gì nhớ cái lần mà thằng Bo kiểu gì gửi nó vào đây mà người nó đỏ hết không? Đấy, đúng cái ngày hôm qua đấy. Gì biết nó như nào không? Kiến nó cắn quá trời. Ở sân thượng nó cắn đau lắm. À dưới tạm dừng nhé, chứ để con vô con xem coi. Chứ mất công vô rồi bà cô lại điểm danh tiếp con. Con chế cái thôi là ngồi trong sổ đồ bài ấy. Cả nhà ơi, mình đã thu hoạch được quá trời luôn rồi nè. Đây là rau mùng tơi với rau cải nha, để nấu canh cả nhà ơi. Đó. Một rổ rau lá lốt đấy ạ. Dùng để chút nữa mình về sẽ băm thịt bò ra để cuốn lá lốt chiên nhé cả nhà ơi. Hoặc cả nướng ạ. Một rổ tắc luôn, tắc với lại ớt luôn cả nhà ơi. Quá đã luôn. Đó. Còn đây là rau sống ạ. Chút nữa mình sẽ về trộn salad để ăn nhé cả nhà ơi. Đó. Hôm nay mình đã thu hoạch được quá trời luôn của nhà chị gái cả nhà ơi. Nhà chị đi vắng mấy bữa nên là rau lên quá trời luôn mà không ai thu hoạch. Hôm nay mình ra mình thu hoạch luôn. Về để làm một bữa trưa ngon lành luôn cả nhà ơi. Đó, ok. Mình sẽ cho cả nhà xem một vòng quang cảnh từ sân thượng nhà chị gái nhìn ra xung quanh nhé cả nhà ơi. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Xung quanh thành phố Biên Hòa nhé cả nhà ơi. Xung quanh phường Long Bình đấy ạ. Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa cả nhà ơi. Đó, anh chàng béo kìa. Cảnh rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đó. Rất nhiều cây xanh đẹp lắm. Ok, mình sẽ kết thúc video đây nha cả nhà ơi. Chuẩn bị đi về nấu cơm đây ạ. Cảm ơn cả nhà đã đón xem video thu hoạch rau củ quả của mình nha. Đây còn mấy trái tắc này, 2 nốt này. Vỏ nó chín phí rồi. Ok. Sẽ tắt máy.